18 lượt unlock token đáng chú ý trong tháng 3 năm 2023. Khoảng 650 triệu đô la Mỹ sẽ được mở khóa trong tháng 3 năm 2023 này, với những vòng unlock lớn nhất đến từ SBAR, BIP và EVE. Theo thống kê từ Token Unlocks, 18 dự án với khoảng 650 triệu đô la Mỹ sẽ được giải phóng trong tháng 3 này. Trong đó có đến 224 triệu đô la Mỹ, chiếm 34% của 6 dự án được phát hành ngay ngày đầu tiên của tháng 0103, bao gồm Hedera SBAR 218 triệu đô la Mỹ, Erle EUL unlock 201.600 đô la Mỹ mỗi ngày, STEPN GMT unlock 221.932 đô la Mỹ mỗi ngày, Akala ACA 4,2 triệu đô la Mỹ, 1 INC 1 INCS 37.128 đô la Mỹ, Ganse GAO 1,1 triệu đô la Mỹ. 3 đợt unlock lớn nhất trong tháng 3, đợt 1 ngày 1 tháng 3 năm 2023, 3 triệu SBAR Hedera tương đương khoảng 218 triệu đô la Mỹ. Đợt 2 ngày 15 tháng 3 năm 2023, 187 triệu bit BitDAO tương đương khoảng 110 triệu đô la Mỹ. Đợt 3 ngày 17 tháng 3 năm 2023, 40 triệu Ethercoin tương đương khoảng 205 triệu đô la Mỹ. Các vòng mở khóa đáng chú ý khác 3 tháng 3 năm 2023. NIM NYM mở khóa số token trị giá 1,3 triệu đô la Mỹ. 8 tháng 3 năm 2023, Tornado Keston mở khóa 175.000 token trị giá 1,4 triệu đô la Mỹ. 11 tháng 3 năm 2023, Moonbeam GLMA unlock 89.100 đô la Mỹ mỗi ngày đến khi đạt 4,27 triệu đô la Mỹ. 12 tháng 3 năm 2023, Aptos F giải phóng 54,8 triệu đô la Mỹ. 13 tháng 3 năm 2023, Sweat Economy Sweat unlock 72.900 đô la Mỹ mỗi ngày đến khi đạt 1,5 triệu đô la Mỹ. 14 tháng 3 năm 2023, DAIDEX DYDX unlock 19,6 triệu đô la Mỹ. 17 tháng 3 năm 2023, Stargate Finance STZ mở khóa 576.923 đô la Mỹ mỗi ngày. 24 tháng 3 năm 2023, Lucrare Lux unlock 2,3 triệu đô la Mỹ. 25 tháng 3 năm 2023, Immutable XIMX unlock 19,2 triệu đô la Mỹ. 27 tháng 3 năm 2023, Yu-Gi-Oh! Game YGG unlock 5,2 triệu đô la Mỹ. Trên đây là các vòng mở khóa token đáng lưu ý trong tháng 3. Để có cái nhìn cụ thể hơn, độc giả có thể xem thêm tại Token Unlock. Cũng theo báo cáo từ Token Unlocks, ước tính còn khoảng 102 tỷ đô la Mỹ chưa được unlock trải dài trong nhiều năm tới.